Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật Cảnh Channel của em Tài nhé. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác một em khựu bạc mã mang mã số 3016. Con này thì rất chí là VIP và cực kỳ tổ chất luôn các bác ạ. Chim thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng 1 tháng rưỡi. Và con này thì hót hay mùa đẹp thôi rồi luôn các bác ạ. Chim thì đang thay lóng nên con thiếu mấy còng lóng cạnh nữa là ok hết rồi nhé. Con này thì có quả đầu băng đẹp luôn. Chim mà có quả đầu băng đẹp như vậy ấy, thì cực kỳ lì lợm và rất chính là dữ chim nhé. Đầu băng và con này cái nhúng mũi kìa. Các bạn nhìn cái nhúng mũi của con này có đẹp không ạ? Một quả nhúng mũi rất chí là đẹp luôn. Hai tách mã trắng phong to, quả yếm đen đầm. Chim thì bồ to, có bàn đuôi xòe. Lúc mà căng lên thì em này sẽ mũ giá cạnh rất chí là đẹp cho tất cả các bạn đấy. Con này thì các bạn bắt về sẽ không có chế được đâu. Tại vì em nó hót rất chí là máu mồm, máu mỏ. Và cái chất rồng thì phải gọi là mê lý luôn các bác ạ. Chút xíu thì em Tài sẽ để lại cái video khúc sáo nó dài dài hơn nhé, cho các bác cùng nghe và cùng thẩm định lại cái tổ chất, cái cách chơi và cái đẳng cấp của con này nhé. Con này thì bồ to và không có tật lỗi gì hết đâu. Phải nói là một chú chim quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Một siêu phẩm nhé. Chim báo cực kỳ máu mỏ cho tất cả các bác luôn. Ném nó hót tối ngày luôn đấy. Giờ nào nó cũng chơi, giờ nào nó cũng hót. Mà cứ hót là nó sẽ mua bàn đuôi xoe và sẽ có lên cạnh cho tất cả các bác đấy. Bây giờ thì em Tài xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng nghe chim hót nhé.